đã có bằng chứng phạm tội của bạn gái chưa? Vẫn chưa. Nhưng tôi càng ngày càng có linh cảm mình đang đi đúng hướng. Tuy chưa có bất cứ việc gì liên quan tới vụ tai nạn, nhưng tôi biết chắc giữa má ba tôi và ông Tỉnh có mờ ám sau lưng ba tôi. Nếu là không có bằng chứng thì Dường đừng nói như vậy, tội nghiệp cho bác gái lắm. Ý tôi không phải nói hai người đó mờ ám tình cảm, mà là chuyện tiền bạc. Người của tôi theo dõi phát hiện nhiều lần ông Tỉnh đã lén lút đưa tiền cho má ba tôi. Vậy Dường không thể nào nói sự thật cho vợ của Dường biết hả? Tôi vẫn chưa có vợ. Dường nói vậy sao phải? Bình An đã được đón ba về. Ba tôi nghe lời thầy bói cưới vợ tuổi Tý về để giải hạn cho tôi. Người mà ba tôi đi dạm hỏi chính là Trúc. Nhưng khi đón về, cô dâu lại là Bình An. Trúc có biết không, khi đó tôi vẫn chưa tỉnh trí. Vậy mà nghe mọi người kể lại, khi ba tôi kêu hai người tới thắp nhang trước bàn thờ gia tiên, tôi đã kiên quyết chống đối. Tôi khẳng định Bình An không phải là cô dâu của tôi. Chị không có đội vòng qua. Tâm trí của kẻ ngây ngô là tôi lúc đó vẫn nhớ tới cái vòng qua của ngày xưa. Dựng nói vậy sao được? Dù sao bây giờ hai người vẫn trên danh phận là vợ chồng với nhau. Dựng làm như vậy không lẽ tội cho Bình An sao? Có một chuyện tôi rất muốn biết rõ. Trúc có thể kể cho tôi biết được không? Tại sao ngày ba tôi về cai lại đón dâu, người mặc áo cưới lại là Bình An? Xin lỗi Dượng, là lỗi ở tôi. Lúc đó má tôi thương tôi quá, cho nên đã ép nhẹm đi chuyện Dượng bị tai nạn. Còn nói là người mà Dượng muốn cưới chính là Bình An. Tôi thật lòng xin lỗi Dượng, nhưng có lẽ duyên phận giữa tôi và Dượng không đủ. Không, Trúc đừng nghĩ vậy. Đành rằng bác gái không nói ra sự thật, nhưng tôi biết chắc trong vụ này Bình An có liên quan. Tôi nghi ngờ việc Trúc bị bắt cóc là cũng do sự sắp xếp của cô ta. Dượng ba, Dượng đừng gán cho Bình An những cái tội vô cớ đó. Tôi không phải là kẻ hồ đồ. Trúc biết mà, đúng không? Vì Trúc quá hiền lành, quá nhân hậu. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào Trúc cũng muốn bù đắp cho đứa em gái bị chịu nhiều thiệt thòi, nên không nhận ra bộ mặt khác của Bình An. Bộ mặt khác? Ý Dượng muốn nói? Đúng vậy, Bình An luôn sống hai mặt. Trước và sau lưng người nhà tôi, Bình An đối xử với tôi ra sao chắc là Trúc thấy mà. Trúc luôn đối tốt với cổ, nhưng còn cổ thì sao? Cổ muốn đuổi Trúc ra khỏi nhà, nên cổ không ngần ngại giấu chiếc vòng vàng rồi đổ cho Trúc tội lấy cắp.
Cũng may là tôi luôn cảnh giác, nên đã phát hiện ra ánh mắt của cô. Nhờ vậy mới có thể giải oan cho Trúc. Tôi nghi ngờ việc Trúc bị bắt cóc cũng có liên quan tới cô, vì cô đã mấy lần buộc miệng nói ra những câu có nội dung như vậy. Cô nghĩ tôi là thằng ngốc nên hoàn toàn không cảnh giác. Nhưng tại sao Bình An lại phải làm như vậy? Nó hãm hại tôi thì có lợi lộc gì đâu chứ. Cổ đã từng nói một câu như vậy, tôi phải đau đầu lắm mới nghĩ ra được cách chiếm lấy cái địa vị này. Nhưng tôi không ngờ anh bị tàn phế như vậy. Tôi cứ nghĩ lừa được bà ta, không ngờ người bị lừa chính là tôi. Cay đắng thật chứ. Tôi nghi ngờ như vậy có căn cứ không hả Trúc? Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.